rồi lên xuống thắt thường. Đó rồi ao nghiêng nó ghê chưa. Cái này đó, thấy ghê chưa, vậy dữ không? Đây. Xin chào các bạn nha. Đây con vẽ mưa lướt lại đây. Hôm nay quay các bạn coi là con máy chạy khô hôm nay là xuống cái dạng này lung các bạn ơi. Lung lúng rồi lên xuống thất thường. Đó rồi ao nghiêng nó ghê chưa. Cái này khuôn ở dưới này dạng này cũng của dân tộc nhưng mà dạng này nó nà các bạn. Nó hơi nà ha. Bữa nay mình đi chảy, mình đi cắt đất lúa Nhật mà không lúa sạp với các bạn, rồi chủ ruộng nói cắt sót cắt bọn gì thôi mình nghĩ mình về, rồi bữa nay mình đi quay các bạn coi lúa Nhật mà nó sẹp lép à. Đây con lúa xong rồi mình quay chiếc này cũng dài clip các bạn ơi. Con này hơi đúng nha, chạy cũng ngon lắm. Chiếc này chạy giọt nha các bạn, chạy bánh chính nè. Cái tem ấy rồi cùng đồ đắp rồi làm đồ mới. Bữa nay cái này máy cũng lên bớt các bạn ơi. Cái này 2 giờ đâu nghỉ rồi. Đó, đúng là giờ cũng lúng kia lại. Đất cũng hơi lúng các bạn. Dạng lúng mà chạy được nhưng mà cũng hơi lúng, không có lầy. Ở đây đất đây không có lầy đâu. Đó, vẽ kìa. Còn ngoài đó khuôn nữa gì các bạn ơi. Đất đây khuôn nhỏ nhỏ xéo xéo mà. Và giặt lung này như lúc trước khai quang không có làm cho nó vuông các bạn. Đó về má vậy giỏi các bạn. Má này không phải như bể mưa lút thiệt mà nó cũng lai lai chạy cũng giọt lắm. Bên kia có con 72 các bạn ơi, cái này cũng ngơ rồi. Tới 2 giờ là lúa nó cũng ngơ lại thôi, tại đất dân tộc mà. Máy nhiều thì ít đất thì cắt cái này cũng ngơ rồi, cái này như ghe có hiếu cái đồ á. Trời bắt đầu kêu dân người mấy dân tộc của ta đem bao ra. Còn ghe không hiếu thôi. Bị rơi giọt không? Quá giọt các bạn ơi. Thật lúng anh như chạy như đi chơi các bạn. Cái này đúng mà nó có vài chỗ rồi nha, chứ không đúng hết ra. Mà là máy này mạnh lắm, máy này chạy giọt lắm các bạn, chạy nhanh lẹ lắm. Chạy nhanh hơn 82 luôn các bạn. Chạy không lại 93 thôi, chạy ngang ngửa 85 à. Bao giọt cái máy này chạy ok lắm các bạn. Chạy đường là xong rồi. Đó, còn khuôn hình tam giác luôn. À, quay cua như đạn các bạn, nó có lúng quay cua im lắm. Đây là ở cục lúng các bạn, trời đúng ghê rồi. Nhưng không có lầy nha, ở đây khô rồi. cứng rắn các bạn. Ok. Đó. Rồi các bạn ơi. Rồi cái này là máy cũng ngưng bớt rồi. Còn mà hơi rút chắc à. Đó, đậu lại nghỉ rồi đó các bạn. Rồi đó hả? Hôm nay nghỉ sớm rồi. Có đây, bảy mươi anh em. Thì hồi nãy chạy nó đúng, bây giờ lên chạy nó khô. Chạy nó khô giờ bao giọt nha. Con máy này mình quay ra cũng nhiều clip mà máy chạy giọt ghê lắm, chạy bánh chính. Bánh chính mà Muli chạy con tắc 3 nha. Muli kia không biết nhiêu. Mình Muli của 60 thì tắc 33, 70 tắc 35 hay gì các bạn ơi. Máy này chạy siêu giọt. Rồi, chạy giữa quá. Không chạy giữa luôn các bạn ơi, chơi vòng vòng luôn rồi. Máy nói chung là chạy ngon. Đây đậu đạt cái gu nha. Chú cà rô. Vòng vòng chơi không chạy giữa nha, bên kia con 60 thì chút mình quay các bạn coi tốc độ nó nha, 60 chạy nhanh lắm. Rồi cái này 70 đang chạy hồi nãy thì đất lúng, bây giờ lên đất khô, khô chạy vô chạy dèo dèo đó. Giờ này cũng ba vô ngoài rồi anh em ơi, hết lúa rồi, các dân tộc ở đây hết rồi. Thì ở đây cắt cái chừng 2 giờ là ngơ rồi. Sáng anh em qua tranh thủ, có đi cắt thì qua tranh thủ làm sớm sớm nha. Sáng làm phải tranh thủ dữ lắm nha, làm việc buổi sáng buổi chiều cả chừng 2-3 giờ là hết đất rồi. Thì giấc 10 giờ làm tới đó 4 tiếng hồ anh em được nhiêu được. Bữa nào ít máy thì anh em được cắt 4-5 giờ. Bữa nào nhiều máy thì anh em nghỉ sớm. Về nhậu nhẹt rồi chơi. Bữa nay chắc này 3 giờ cắt khuôn 2 khuôn nữa rồi rồi. Đó, hay ghê chưa, chạy dữ không? Đây. Quá ngon chưa? Máy này nó khô chạy ghê đó anh em. Rất lúng thì nó hơi ấy thôi. Đó, không chạy giữa ra. Con này chạy dài lam nó là xong rồi. Hồi sau đó là chú ruộng. Chú ruộng đứng coi cắt chim quá chim. Tốc độ bao ngon nè. Đó. Ghê không, thấy tốc độ gì được chưa nè. Đó. Đỉ hú hú. Đó. Đi nhanh lắm. Trời ơi ghê thiệt máy này. Quá ghê. Buồn đã. Thì con này lúc trước anh này anh mua là 100 mấy đó, 150 mấy gì đó quên rồi. Rồi anh về anh sửa anh vinh lại máy này chị ngon lắm. Đó, đẩy lên đạp rồi, hú hú không. Thì mình không cần quay con này cũng nhiều nhưng mình phái con này chạy nhanh lắm. Mình có tem 70 lút rồi nè. Tem 70 lút đời mới nhưng máy đang phải 70 lút nha, đừng hiểu lầm. Đây. Tốc độ bình thường. Đó là mình quay cho các bạn coi là như là lúc đó là mình như ở ngoài mình nhìn vô tốc độ nó vậy đó. Nếu mà các bạn nhìn con máy này là ở ngoài mình coi như là nhìn nó là máy này nhanh lắm. Đây bắt đầu bự lên đi. Đó. Vậy mà các bạn thấy biết nó nhanh chậm nè. Được chưa? Chị mình biết nó nhanh chậm nha anh em. Đây là siêu nhanh. Đó, đầm bự lên nè. Từ hồi nãy đó, hồi nãy lúng đó, là đất lúng mềm đó, là anh chạy chưa nhanh nè. Cái này nè, cái này cô nè, quay cô video vậy nè. Thì nó nhanh á, ok chưa? Quá nhanh các anh em ơi. Hôm nay chạy ra đường xong. Rồi anh không chạy giữa, anh chạy vòng vòng ra ngoài nó vô. Rồi mình lội gần lại quay luôn cho nó biết con máy này nó thế nào thôi. Thì quay các bạn tham khảo nha. Máy này chạy rút rất nhanh, mình phái máy này. Đồ đạc mới chát. Coi ta làm một cách làm không đó. Dữ chưa? Thì anh em coi từ lúng, từ chỗ lúng cái lên khô ra chứ máy này đúng thì nó chạy không giọt mà lên coi giọt lắm. Cái này tại vì mình nói sơ quay các anh em tham khảo. Thì anh em đừng có chỗ đá mình nữa.